Mặt trăng dần dần lặn xuống, ánh sáng dần phủ lên khắp hòn đảo, không khí dần trở nên ấm áp. Tôi thức dậy vào lúc tờ mờ sáng với cái bụng trống rỗng sắp đói. Tôi làm một cái lửa trại đặt ra, cứ bờ té đậu xuống và lấy một chút thịt bò cạp ngày hôm qua đem bỏ vào nướng lên. Nằm đợi một chút, miếng thịt đầu tiên chín tôi lấy ăn ngay khi còn nóng hổi. Nằm đợi một chút nữa, tôi lót dạ thêm một miếng nữa rồi đứng dậy. Tôi ra một vị trí tương đối, đặt từng cái cổng lớn ra, kiểm tra một chút xem khe hở đủ để cho bờ te có thể đi lọt qua hay không. Sau đó lắp cánh cổng lớn vào hai khung bên ngoài. Xây dựng xong, tôi bay đi tìm kiếm mục tiêu. Cầm ống dòm soi con trước mặt thì không phải. Tôi bay hướng khác thì thấy một công trình lạ. Bay xuống thì lần này là một cái chum. Mở ra thì có một cuộn giấy gì đó tôi không rõ, nhưng có xuất hiện hiệu ứng tăng khi nhặt lên. Có lẽ hiệu ứng này giúp tăng nhiều kinh nghiệm nhanh lên cấp hơn. Tôi bay tiếp thì thấy hôm nay có nhiều đại bàng hơn. Soi thì chẳng phải con mà tôi cần. Tôi bay tiếp gần được một vòng núi thì thấy một con đang bay lẻ loi trên cao. Tôi cầm ống nhòm soi lại thì nó chính xác là con tôi cần tìm. Nghĩ mệt một chút, tôi bay lên cắn yêu nó một phát để nó đuổi theo. Bay một đoạn xa nó không đuổi theo nữa. Tôi vòng lại để dụ nó đi theo tiếp. Dẫn mãi nó mới chịu heo lên đến đỉnh. Tôi thành công dụ nó vào bẫy, rồi tôi vòng ngược trở ra khe hở, nhanh chóng nhảy xuống chạy lại đóng cửa. Thấy khe hở cũng khá rộng nên tôi cưỡi bờ te vào dụ nó ra khe hở xem nó có thể ra được hay không. Nếu không thử tôi sợ nó sẽ trốn thoát giữa chừng thì lại công cốc. Xác định xong, tôi tẩm hết thuốc mê hiện có vào mũi tên. Sau đó tôi đi qua hướng trước mặt của nó để bắn thẳng vào đầu. Thường khi bắn vào đầu sẽ bơm được nhiều thuốc gây mê hơn. Nó liên tục đổi hướng, tôi phải chạy vòng qua để có thể bắn trực diện được vào đầu nó. Tôi đứng liên tục bắn nó, bỗng tạch một tiếng, cái nỏ của tôi bị gãy đôi. Tôi ngớ người, phải làm gì đây? Tôi nhớ đến là tôi có thể chế một thứ. Tôi quay lại cái lửa trại phá hủy nó để hưu lại một chút nguyên liệu, vẫn không đủ gỗ. Tôi nhanh chóng bay xuống cái cây ngay lên vách núi để chặt nhanh một chút gỗ. Đủ nguyên liệu, tôi chế ngay cái cung tên và leo lên bờ te trở về. Tôi lắp tên gây mê vào cung và tiếp tục bắn liên tục. Dù không được hiệu quả như nỏ, nhưng cung tên luôn đem lại cảm giác tuyệt vời cho tôi. Giả như có một loại cung có thể có hiệu quả cao hơn nỏ cho tôi sử dụng. Bắn được một hồi thì con đại bàng cũng rụt xuống. Tôi không vội cho nó ăn thịt thường. Tôi bay xuống núi hướng ra bờ biển để tìm một con vật to lớn nào đó mà tôi có thể săn để lấy thịt đùi. Bây dọc bờ biển không thấy được một con nào to xác. Tôi vẫn cứ bay tiếp. Tôi thấy một loài với sải cánh cực to, nhưng người của nó toàn là kim loại, thật khó hiểu. Tôi dùng ống nhòm soi thì nó có tên là Quetzal. Không làm gì được nó, tôi bay chỗ khác tiếp tục công việc của tôi. Tôi bay đến gần đầm lầy thì thấy có hai con bò cổ dài. Tôi định lấy chúng là mục tiêu thì thấy có mấy con trăng to lớn đang bò dưới đất. Tôi xoáy vào chúng thì hạ được một con, chắc là do cấp độ của chúng không cao. Tôi xoáy phát nữa thì hu hập được thịt, và rất bất ngờ là lại có thể hu được thịt đùi. Không có nhầm lẫn gì chứ. Tôi dụi mắt cầm cúp chặt lại thì... tại sao con trăng lại có thịt đùi cơ chứ? Mà lại cho rất là nhiều thịt và da nữa. Tôi xử lý nốt con còn lại. Có thịt đùi tôi đem trở về ngọn núi nơi con đại bàng đang nằm đó. Trời thì vẫn cứ mưa tầm tã. Đi đến giữa ngọn núi để nghỉ mệt. Cả một khu thì toàn là quặng sắt, không biết làm sao để có thể khai thác đem về. Hồi đủ thể lực tôi bay hẳn lên ngọn núi. Gần đó có hai con bò cạp đang đi lang thang. Tôi nhảy xuống chế tạo thêm tên thường. Tôi lắp vào cung chạy ra bắn hai con bò cạp đấy. Thấy không hề hấn gì tôi chạy về cưỡi con bờ te xoáy chết chúng. Giờ mới thực sự là an toàn. Tôi đem thịt đùi về chạy đem cho con đại bàng ăn. Nó ăn xong và chính thức trở thành đại bàng của tôi. Tôi mở cổng ra và thấy nó bay lượn trên bầu trời. Tôi tìm công thức chế riêng cho nó. Nguyên liệu cần chủ yếu là chitin. Tôi lấy chitin từ hai con bò cạp lúc nãy đang trong người bờ te. Thiếu một chút fiber nữa, tôi cầm liềng chặt bụi cỏ gần đấy. Tôi chế yên khi đủ nguyên liệu. Nhìn ngắm vẻ oai hùng của con đại bàng một chút, tôi gọi nó đứng xuống đất. Tôi lắp yên cho nó, cưỡi lên người nó. Tôi ngạc nhiên trước sức chứa kinh người của nó. Có lẽ nó sẽ có thể vận chuyển được rất nhiều đồ. Tôi cưỡi nó lên bầu trời, kiểm tra thử kỹ năng của nó. Tôi dùng mọi cách thì nó cũng đều sử dụng cùng một hành động. Không biết là nó chỉ có một kỹ năng hay là nhiều cách dùng khác nhau nữa. Tôi quay ngược lại và đáp xuống đất. Nó cũng có một dáng đi rất ư là điệu nghệ. Tôi đóng cửa bẫy vào để sau này có lúc dùng đến. Với sức chứa to lớn của nó, tôi cũng đi thu thập một chút tinh thể mang về. Dùng cúp đập lấy đập để. Được một chút tôi thử leo lên thì chẳng nhầm nhò gì so với nó. Tôi cưỡi nó dẫn theo bờ te bay trở về. Trên cao tôi thấy có một ngọn rừng thông lớn. Hiếu kỳ tôi liền bay về hướng đó. Dọc đường thấy một cái rớp xanh lá có một vòng tròn sáng xung quanh. Tôi mở lên nhìn sơ thì lấy tất cả. Sau đó tôi tiếp tục dẫn bờ te bay vào khu rừng. Tôi đáp xuống nghĩ mà ở bìa rừng thì đã thấy có rất nhiều nguy hiểm. Tôi thấy một bầy như gà đang cực kỳ hung dữ và còn đánh hội đồng nữa. Tôi bay tiếp vào rừng thì có rất nhiều tổ ong. Ở giữa rừng tối ôm tôi phải dùng đến đuốc để lấy ánh sáng. Tôi đến một cái suối nhỏ thì tôi thấy một con gì đó với cái mai tròn và đuôi có một phần chớp tròn phía sau. Cấp độ tận 135. Với con đại bàng thì không biết có thể gấp được nó hay không. Tôi muốn mang nó về. Thế là tôi thử bay lại thử với con cấp 10 bên kia. Kỹ năng đầu tiên thì đơn giản là đá vuốt thôi. Kỹ năng thứ hai có thể gấp được nó lên trời. Đã hiểu, tôi gấp con kia lên và bay đi. Tên của nó là Doedicurus. Nghe tên thấy quen thì tôi sực nhớ là tôi từng nhặt được cái yên của nó lúc ở đảo Huân Cỏ. Tôi bay đi một lúc thì sực nhớ là không thấy sự hiện diện của con bờ te. Tôi hoảng loạn đi xung quanh cánh rừng, vừa đi vừa hít sáo gọi, cứ gọi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không thấy đâu. Tôi bay lên cao để gọi nhưng vẫn không thấy nó bay đến. Tôi vào lại rừng và đi tìm. Tôi gọi đi một con gì đấy lao tới vồ tôi nằm trên mặt đất. Nó cắn đuôi tôi. Tôi cầm giáo ra và đâm nó. Cộng với con đại bàng trên trời ra sức cứu tôi. Được một lúc tôi được cứu sống. Tôi ăn một chút thịt rồi đi tiếp. Sắp đuối sức tôi bay xuống bờ sông để nghỉ mệt, tiện uống chút nước. Tôi thấy một con khỉ khá là dễ thương. Thấy nó đòi trái cây. Tôi chạy đi hái một ít và để vô ô đồ cuối cùng để cho dễ lấy. Tôi lại gần đút cho nó ăn thì nó chạy loạn. Nó chạy sâu vào rừng. Trong rừng khá là nguy hiểm. Thấy con raptor chạy quanh tôi trở ra gọi con đại bàng đến. Định đi nhưng với tính bao đồng, tôi định đi giải quyết con raptor thì bị một con gì đó như gà chọi bẫy đá tôi rớt xuống khỏi yên và bị choáng. Tôi choáng đứng đó một lúc, may mắn là tôi vẫn an toàn. Tôi lên đại bàng và đá chết con raptor kia để cứu con trông như con gấu. Cứu xong thì lại bị con gấu đấy đánh tôi. Tôi bỏ đi, bay đến nhặt rớp xong tôi gấp con đô nghe bay đi tiếp tìm con bờ tê của tôi. Trời dần tối mà tôi vẫn không kiếm được. Tôi đành để nó tạm đó và trở về. Tôi bay dọc đường chọn một nơi kỳ lạ để nghỉ mệt. Tôi chẳng biết để làm gì. Trời thì cứ tối om như mực. Tôi cứ ven theo bờ biển mà trở về. Về đến đảo tôi xây tạm một cái nơi nhốt bằng đá. Sau đó gắp con đô e vào trong. Tôi xây dựng lại bộ lò nung và bàn chế đồ sắt để sửa chữa đồ. Tôi chạy đi chế lô hút gây mê mới. Sau đó ra ngoài để bắn gây mê con đô e đang bị nhốt kia. Tôi cứ đứng từ xa để bắn nó. Đang bắn thì con Paraso cứ lãng vãng lại gần và bị trúng một tên của tôi. Sau đó nó lăn ra ngủ luôn tại chỗ. Tôi cứ tiếp tục bắn, được một lúc nó ngất xỉu. Tôi mặc kệ nó ở đó và chạy vào trong. Vì quá mệt mỏi, tôi lên giường để ngủ. Vừa nằm xuống tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.